Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, ưu thế chuyên môn trước vòng chung kết World Cup 2023. Trong bước chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã gặp phải nhiều thách thức trong việc xây dựng sự ổn định và cân bằng trong phòng ngự bóng bổng. Được đánh giá là có sự vượt trội về mặt chuyên môn, đội tuyển Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha trong cùng bảng E đều sở hữu lợi thế về thể hình so với đội tuyển nữ Việt Nam. Điều này ngụ ý rằng những đối thủ này có khả năng thi đấu tốt hơn trong các tình huống bóng bổng, một phần quan trọng trong trận đấu. Thách thức đặt ra trước đội tuyển nữ Việt Nam là cần tập trung vào việc cải thiện phòng ngự bóng bổng. Điều này đã được thể hiện rõ trong trận đấu với đội tuyển Philippines tại vòng bảng SEA Games 32 khi đội bị đánh bại với tỷ số 1-2. Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung không ngần ngại thừa nhận điểm yếu này và đề xuất rằng đội cần phải tập trung vào việc rèn luyện và cải thiện khả năng đối phó với bóng bổng. Để cải thiện hiệu suất phòng ngự, đội tuyển nữ Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp. Một số cầu thủ mới đã được gọi vào đội với sự có mặt của những người có thể hình ấn tượng nhằm cân bằng sức mạnh trong các tình huống không chiến. Một trong những cầu thủ nổi bật là trung vệ Lương Thị Thu Hương, đang khoác áo đội nữ Than khoáng sản Việt Nam, Than KSVN. Với chiều cao 1m68, cô là một trong những trụ cột được kỳ vọng giúp tăng cường phòng ngự và khả năng ứng phó với các pha tấn công của đối thủ. Không chỉ dừng lại ở đó, đội tuyển nữ Việt Nam còn gặp thêm một sự trở lại quan trọng. Trung vệ Trương Thị Kiều, cao 1m64, đã hồi phục từ chấn thương và sẵn sàng tham gia giải đấu. Trương Thị Kiều được biết đến là một trong những trung vệ xuất sắc nhất của đội, với khả năng không chiến ấn tượng. Có thể thấy, huấn luyện viên Mai Đức Chung và đội tuyển nữ Việt Nam đang nỗ lực hết mình để cải thiện phòng ngự bóng bổng và tận dụng ưu thế chuyên môn của mình trong vòng chung kết World Cup 2023.